hay sao thầy quốc tịch được sao thầy quốc tịch được hả? À? Thầy quốc tịch đi cô. Chưa đủ ngày giờ. Chưa đủ ngày giờ. Đeo mát kệ đi cho người ta biết mùa dịch. Đẹp ha, có ánh lửa mùa đông là thấy đẹp. Mùa dịch. Chị tới đây ăn nhà hàng mình chưa? Hình như có. Mùa đông mà ánh lửa hồng ấm áp. Này nó không nghe mùi hay. Cái nó hả? Bằng bằng gì? Ăn con. Ăn con hả? Ăn con. Ăn con nằm đây nè, cục cầu nè. Ăn con. Không, con nghĩ là bằng da mà. Đây là cái lò sưởi ở ngoài trời ấm áp cho mùa đông. Trước cửa nhà hàng Thái, trong lúc chờ đợi mình quay. Thật ra thì mình nhìn thấy bên trong nhà hàng còn rất là nhiều bàn trống. Nhưng mà vì cái giới hạn của luật á, là một cái căn phòng bao nhiêu mét vuông thì chỉ giới hạn bao nhiêu người thôi. Chờ có người đi ra thì mình mới được vô. Thì đi ăn trong mùa dịch thì nó hơi lôi thôi cái kiểu đó thôi. Nhưng mà như vậy là tốt cho mình, giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng. Cái nhà hàng này nó ở đây cũng khá là lâu rồi đó. Từ trước năm 2000 đó, mình thì không biết trước đó bao lâu, nhưng mà bắt đầu năm 2000 mình trở về Cali sinh sống đó, thì mình thấy nó đã có mặt ở đây rồi. Nhà hàng rất là sạch sẽ, tương đối rộng rãi, sáng sủa, khang trang. Giá tiền thì cũng trung trung. Thức ăn thì cũng good. Đây là nhà hàng Thái Lan. Hôm nay mình review món ăn Thái Lan cho các bạn xem ha. Cả nhà đi chùa, đi chùa Thái xong rồi bây giờ đi ăn nhà hàng Thái. Tối về sẽ có massage bấm huyệt Thái. Chắc chắn là baby nó ngủ rồi. Baby đang chơi. Baby đang chơi. Baby không được ăn. Lần đầu tiên baby đi chùa. Gì? Ăn gì cũng được. Gọi đồ bổ. Cái gọi này. Cái chả cá chiên là những món ăn Thái. Đây là món gỏi ba khía Thái Lan. Ba khía hơi ít. Đây là cơm chiên thập cẩm seafood. Cơm chiên thơm với lại cơm chiên thơm. À, cơm chiên pineapple, cơm chiên thơm. Trời ơi, nói thập cẩm seafood. Cơm
cơm chiên thơm. Đây là cơm trắng. Cơm trắng. Còn cái này là bé trắng. Này là bé trắng. Này món mới. Này là chồng của bé trắng. Con của bé trắng. Đây là pad thai. Ồ, pad thai. Ok, món này hấp dẫn quá nè em ha. Pad thai. Nhìn dĩa pad thai đã chưa? Đây là món canh chua Thái, tôm dùm. Tôm dùm súp. Nhìn mấy trái ớt nổi lên là thấy phê rồi. Mình ăn đồ ăn Thái rồi mình thích cái hương vị cay. Đây là món salad trộn thịt bò. Thịt bò mà làm dạng steak. Thứ năm ăn bữa cơm Thái đoàn viên. Baby cũng thử, baby cũng thử đồ Thái thì nhăn mặt á. Nó biết mẹ đang chụp cho nó. Nè lên Facebook rồi. Mọi người ăn nha. Xin mời mọi người ăn tối với gia đình mình nha. Ăn tối món Thái. Nếu mà về nhà nghe tiếng nhạc cũng phải tắt không phải lòng. Nó hơi ngọt ngọt. Cái thịt bò nó hơi ngọt ngọt. Rất là thơm.
ướp với quỷ gì mà rất là thơm. Ngon á. Thịt bò ngon. Ha, ngon quá em ha. Chương trình tập thèm thiên hạ mà cô. Ngon quá quý vị ơi. Xà lách Thái nó rất là khác với xà lách của mình. Cái thịt bò ướp hương vị cũng khác của mình luôn. Em ăn đây hoài mà. Rất là ngon. Vừa ăn. Thịt bò nó hơi ngọt ngọt. Nhưng mà cái này nó hơi ngọt. Trước nó con lấy muỗng con múc đi cho lẹ. Cái sốt thì nó ướt ngoài này. Nó bốc khói. Làm gì để
không có video clip này chị có đích mà bao lâu tuần nếu mà có thì giờ chị hồi dừng 3 tiếng là xong. Nhiều cái gì không có thì giờ thì cứ lắc ngắt lắc nhá nấu ăn dọn dụng. Minimum pay của nó 2015 đã 18 đồng một giờ rồi. 18 đồng giờ. Mà lúc đó đô la Úc với đô la Mỹ là 1.03 với 1. Bây giờ 14 đồng hay 15 đồng? À, thì minimum wage đi. Wage của mình là như cũng là 12. Gì? Thì nghe nó 14 đồng. Sắp lên 15, tức là 15 ông Biden là ông muốn cho 15 đều hết. Vậy là nói cũng giờ mà vẫn còn 12. Dạ. Hai là ở Cali á, nhiều chỗ trên nước Mỹ là cũng còn nhưng cũng còn 10 đồng ít nhiều chứ. Không chết rồi chết đâu. Nó ưu tiên cho gì gì gì. Canh còn nhiều lắm đó ơi. Dạ, ăn từ. Ăn được cái trứng đó. Ông cho nó nghĩ tất tôi em ơi. Sao mà ăn nó nhiều nó hổng thôi. Nó gần nó hộp cơm này. Cả đất nha. Cái đồ thái nó dùng bỏ lắm. Bán bé Mỹ sẽ mang sản phẩm được lấy. Cho hôm bữa đó ăn lần đầu tiên nó ăn pizza. Cho nó mừng. Vậy hả? Sao nó ăn nữa? Giống như là bữa ăn xanh 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 ăn con này dậy luôn, nó thấy biết ra trời nó ăn rồi nó mừng. Để ăn hết, chịu ăn rồi hết. Từ mai tới chú nữa. Từ hôm em sanh mấy giờ nó có chơi với đứa nít nào bằng nó chưa? Còn bằng lớn, lớn hơn. Cãi nó bò chơi nhau, nít nít vậy đó con. Mình không có cho nó còn. Chơi nít chị. Cái này là
hay, bây giờ nói chung là hay, hay nó gọi là chích ngừa hết đi, mà cũng chưa có phải là bình thường. Không biết chừng nào mới trở lại cuộc sống bình thường. Chị nghĩ cũng phải mất vài năm. Nó kinh tế nó phải phục hồi từ từ. Cái hồi chị mới qua Mỹ em năm 91 á là tê tua á. Mà đến năm 93 là nó bung lại. Bắt đầu nhà cửa bắt đầu tăng giá hoặc 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 là biết rồi đó. Từ năm 91 chị qua thê thảm. Nữa không nè, đem nút cho mỗi đứa một ít cơm. Dạ, dạ chính mấy của chồng ta 95 95 95 rồi mới xong với đầu lòng anh nha. Tới 98 3 năm sau. Các hai đứa đặt cho hết những cái cơm cho rồi đi nha. Trời, nó vẫn còn mặn đó. Cho nó ấm áo tôi kìa. Video của mình cũng đã khá dài rồi. Mình xin chào các bạn nha. Đồ ăn ở đây á, thì nếu mà từ số 1 đến số 10 thì mình cho 7 điểm thôi. Tại vì cái món canh á, nó bị mặn. Đó. Rồi cái món cơm chiên thì đối với mình thì lại hơi ngọt quá. Cái khẩu vị của Thái thì mình nghĩ nói chung là như vậy. Nó hơi quá ngọt. Có thể đó là cái lý do mà mấy đứa con mình nó không có thích đồ Thái cho lắm. Còn mình thì chỉ thỉnh thoảng thôi. Còn mấy đứa em đây thì nó rất là thích. Quảng cáo cái nhà hàng này, nó bảo nó ăn thường rất là ngon ha. Mình xin chúc cho các bạn một cái Tết rất là vui vẻ, rất là ấm cúng. Và cho dù các bạn đi đâu, các bạn làm gì, các bạn ăn gì, cũng xin hết sức cẩn thận để bảo vệ sức khỏe cho mình và cũng như là cho tất cả mọi người xung quanh mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.